Dạ đây quý vị ạ, đây là nấm đông trùng hạ thảo được nuôi cái này quý vị ha. Anh cho em hỏi là cái nấm này là nuôi cái được bao nhiêu ngày là nó mới như thế này? Cái này là khoảng một tháng rưỡi rồi. Một tháng rưỡi rồi. Cái này là mình đã đem ra làm thành phẩm được chưa? Là gần được á, khoảng cỡ tầm 10 ngày nữa là được. 10 ngày nữa là được. Tôi làm phẩm. Chứ nữa thì em sẽ cho mọi người xem cái thành phẩm ở ngoài này. Dạ. Sẽ có những cái giống thành phẩm ở ngoài. Mình chụp hình có thể chụp nhanh và mình di chuyển ra bên ngoài, mình di chuyển qua sang phòng sản xuất thôi. Sản phẩm được chiết rót, đóng nắp, tiệt trùng theo một quy trình khép kín cùng hệ thống máy móc tự động với năng suất cao. Hector là thương hiệu đông trùng hạ thảo đầu tiên trên thị trường có sản phẩm dạng nước, giúp hấp thu dưỡng chất hiệu quả nhất và vô cùng tiện dụng với người tiêu dùng. Hector, sản phẩm Việt trồng trên đất Việt bởi chính những con người Việt Nam. Hector bảo vệ sức khỏe, sức trẻ, gia đình Việt. Bây giờ thì Hải đã đến nhà máy sản xuất Hector đây quý vị ơi. Đây quý vị này, địa chỉ hãy để lên xem nha. Đây, công ty cổ phần Lavi, nhà máy Lavi Bình Thuận quý vị ha. Lô 6 xuyệt 11, khu công nghiệp Phan Thiết, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đấy quý vị ha. Thì dạ, đó quý vị ơi, hôm nay thì có rất là nhiều anh chị các nhà phân phối đến để mà cùng tìm hiểu cái quy trình sản xuất của Hector đông trùng hạ thảo đó quý vị ạ. Đây là nhà máy đó quý vị, đây là chỉ ở phía trước thôi, còn phía sau thì còn rất là rộng. Dạ, thì cũng rất là nhiều cô chú anh chị hỏi Hải rằng là sản phẩm này là sản xuất ở đâu ha, rồi là sản xuất quy trình nó như thế nào, công ty nó có uy tín hay không. Dạ, thì hôm nay Hải cũng đến đây xem với quy trình và cùng tham gia với lại các anh chị đi, hôm nay gọi là mình đi làm tour đó quý vị. Đây do là Hải có con nhỏ đó quý vị, đáng lẽ là hai vợ chồng đi đó quý vị, nên là có con nhỏ nên là vợ Hải ở nhà chăm con, với hai vợ chồng đi vợ Hải bán vui hơn, bởi vì năm ngoái thì vợ Hải cũng đi rồi quý vị. Năm nay thì Hải đi, Hải cũng chia sẻ lên kênh Cuộc Sống Miền Trung của Hải, bởi vì rất là nhiều cô chú anh chị muốn là xem quy trình họ sản xuất thế nào nè, công ty nào uy tín không, thì Hải cũng muốn chia sẻ đây quý vị. Vui lắm quý vị ơi. Dạ. Đây là các anh chị cô chú nhà phân phối, các tổng đại lý rồi đại lý bán hàng và đặt chỉ tiêu của quý vị sẽ được đến đây để tham quan và trải nghiệm du lịch tại Phan Thiết, Mũi Né đó quý vị ha. Dạ. Vui lắm quý vị ơi, bởi vì đa số các anh chị bán hàng ở đây là trong câu lạc bộ Tony buổi sáng đó quý vị ha. Không biết là quý vị có biết là Tony buổi sáng không? Dạ. Wow. Xong chuẩn bị ở đây rồi cái bắt đầu đi vô xem quy trình sản xuất quý vị ha, nấm đông trùng hạ thảo đó quý vị. Hôm nay các anh chị sẽ được tham quan là 5 khu tổng cộng. Thứ nhất là phòng đóng gói, thứ hai là khu truyền thống để các anh chị lưu giữ kỷ niệm lại đây, thứ ba là phòng kiểm tra chất lượng và nghiên cứu phát triển, thứ tư là cái khu nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo, và đặc biệt là cái khu thứ năm là cái khu sản xuất sạch, có nghĩa là các anh chị sẽ nhìn thấy được cái chai collagen và cái chai sâm của mình rót như thế nào. Chút xíu nữa bây giờ hướng dẫn viên sẽ chia cho các anh chị ngay tại đây luôn, mình thành 5 đoàn. Và các anh chị bây giờ mình chia ngẫu nhiên đi, em cũng không biết team nào theo team nào, nhưng tất cả các anh chị sẽ được đi toàn bộ nhà máy. Nhà truyền thống thì theo cái thảm đỏ ra cái căn ngoài kia giúp em. Yeah, đây là chiếc nhạc GMP đấy quý vị à. Wow. Dạ. Ở đây là ở trong phòng này mọi người được quay chụp thoải mái ạ. Dạ, dạ, được quay phim đúng không anh? Dạ. Ok, chào mọi người, em là Thắng. Thì hôm nay em sẽ nhận cái vai trò đó là hướng dẫn mọi người tham quan cái phòng nấm của Levite ha. Thì hiện tại các anh chị đang đứng tại cái khu nuôi trồng nấm của Levite. Thì khu nuôi trồng nấm này thì nó sẽ trải dài từ cái phòng này là phòng đầu tiên và xuống thẳng xuống cuối tới hành lang luôn ạ. Thì các anh chị bước vào đây thì là cái phòng đầu tiên để cho cái nấm phát triển, đó là nuôi phòng cái nấm. Thì cái phòng này yêu cầu đó là cái bảo hộ lao động của mình, cũng như là cái những cái yêu cầu bắt buộc như là rửa tay nè, bảo hộ lao động, để đảm bảo là cái việc là cái phòng này mình đảm bảo được cái điều kiện vô khuẩn cũng như là cái điều kiện sạch cho cái quá trình nuôi cây nấm. Nên anh chị thông cảm giúp em là khi mình chị vào thì tụi em cũng cấp phát và vệ sinh tay bằng cồn để đảm bảo là cái điều kiện sạch cho cái phòng ha. Thì đông trùng hạ thảo là một cái loại dược liệu rất là quý và là nó là một cái thành phần chính. Các chị thấy là tất cả các sản phẩm của Levite đều có cái thành phần chính đó là đông trùng hạ thảo. Vì vậy nên là Levite nuôi trồng và nghiên cứu những cái giống nấm cũng như là cái quy trình nuôi trồng để đảm bảo cho ra những cái giống nấm tốt và có năng suất cũng như là chất lượng tốt nhất. Thì như các anh chị thấy đây thì hiện tại là cái phương pháp cũng như là cái công nghệ nuôi cấy của Levite là nuôi cấy ở trong cái phòng thí nghiệm như thế này, là một cái bình này gọi là một cái phôi nấm. Thì ở trong đây nó chứa cái môi trường dinh dưỡng giống như là cái thành phần chính của nó là gạo lứt. Các anh chị tưởng tượng nó giống như là mình trồng cây vậy đó. Thì trồng cây là có phải là anh chị là gieo cái giống, cái hạt giống vào trong cái lòng đất nó mà. Thì cái phôi nấm này nó tương tự giống như là đất của mình vậy đó. Thì nó chứa những cái dinh dưỡng cần thiết để cho nấm phát triển. Còn cái mà các anh chị thấy này, cái chị đang cấy vào trong cái phôi nấm thì nó tương tự giống như là cái hạt giống, thì là gọi là cái giống nấm. Mình cấy vào trong cái phôi nấm này để cho nó sử dụng cái dinh dưỡng ở trong phôi nấm này, nó phát triển thành cái cây nấm đông trùng hạ thảo mà các anh chị có thể thấy thôi. Thì là ở Levite thì mình mô phỏng cái điều kiện nuôi giống như ngoài tự nhiên luôn, là cái gồm có 2 cái giai đoạn chính, đó là giai đoạn nuôi tối, tức là tí nữa em sẽ dẫn các anh chị đi, là bao gồm là một cái phòng tối như thế này, là tức là mình hay gọi là đông trùng nữa các anh chị, là cái mùa là cái mùa đông, đúng rồi, mùa đông là cái điều kiện nó tối và lạnh đó. Còn cái giai đoạn thứ hai đó là sau khi mùa đông là tới hạ thảo là mùa hè, đó là nuôi với điều kiện là ánh sáng, nhiệt độ, không khí thích hợp để nó tạo cái hoạt thể nấm. Thì sẽ có 2 cái giai đoạn chính như vậy ha. Hiện tại ở năm ngoái các anh chị đi rồi, thì năm nay Levite ngày càng mở rộng hơn với cái quy mô cũng như là cái năng suất và cái hoạt động nó nhiều hơn. Rồi vì vậy là cái diện tích cũng như là cái quy mô hoạt động nó cũng lớn hơn. Vì thế là Levite có trang bị một cái hệ thống gọi là cái hệ thống kiểm soát độ ổn định của cái phòng sáng. Thì hồi nãy em có giới thiệu là 2 giai đoạn, đó là giai đoạn tối và giai đoạn sáng. Tuy nhiên là cái giai đoạn sáng đó, nó là một cái giai đoạn chiếm cái giai đoạn sáng nó chiếm tới khoảng tầm hơn 80% cái thời gian mà mình trồng nấm, là nó khoảng từ 1 tháng rưỡi tới hơn 1 tháng rưỡi mình để nấm ở đó để nó phát triển sinh trưởng. Thì cái giai đoạn này rất là quan trọng, và ở đó thì tụi em kiểm soát những cái yếu tố như là nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng. Thì cái hệ thống điều khiển này được tụi em lắp đặt, nghiên cứu và lắp đặt để đảm bảo cho cái điều kiện là từng cái phòng, hiện tại mình đang có 6 phòng sáng, thì đảm bảo là từng phòng nó sẽ có những cái điều kiện nhiệt độ, ánh sáng và độ ẩm giống nhau hoàn toàn. Các anh chị đi trước, mình đi thẳng vào phía bên trong luôn để có thể là nhường đường cho một số các anh chị đi sau ạ. Sẽ đưa vào phòng tối ha, mình đi vào phòng tối mình xem. Dạ đây, dạ mình tiến vào đi ạ. Cái này thì cái khu này là mọi người thấy là đi vô đây là lạnh hơn so với phía bên ngoài đúng không ạ? Là hay còn gọi là đông trùng á, tức là mình đang ở mùa đông của nấm đông trùng hạ thảo, giai đoạn mùa đông. Thì giai đoạn này thì các anh chị thấy là những cái cây này là tụi em là tủ lại hết, những cái đó mà chưa tủ tức là chưa có được cái giống nấm vào, đang chờ để cấy. Còn những cái mà mình tủ lại như thế này nè Thì tức là mình đang trong cái giai đoạn đó là ủ tối, hay hồi nãy có nói là giai đoạn nuôi tối đó. Thì là cái mục đích của giai đoạn này đó là mình tăng sinh cái lượng tơ nấm. Tức là giống như cái cây mà các anh chị thấy là nảy mầm thì nó phải ra cái bộ rễ trước, sau đó mới lên cái cây, đúng không ạ? Thì ở đây cũng giống như vậy. Thì nấm nó phải lan tơ để nó phát triển cái bộ rễ của nó, để nó ăn hết cái môi trường dinh dưỡng, sau đó thì nó phải phát triển được cái sợi nấm mà mình thấy á. Đó, thì tương tự như vậy. Thì tụi em mô phỏng giống như là trong cái điều kiện tự nhiên luôn. Thì cái nhiệt độ là khoảng từ 16 tới 18 độ, về cái điều kiện là không có ánh sáng hoàn toàn, nên là phải, mặc dù ở phòng này tối nhưng mà đôi khi mở cửa ra mở cửa vô anh chị, nên là phải tủ lại hoàn toàn để không có cái việc mà ánh sáng chiếu vào, nó sẽ làm gián đoạn cái quy trình nuôi của mình, là có thể là khiến cho cái quy trình quá trình mà phát triển của nấm nó không có được đồng đều nữa. Và tiếp theo là mọi người đến tới mùa hè. Mùa hè ở Levite thì sau khi mà đông trùng thì bây giờ mình tới hạ thảo các anh chị. Phòng hồi nãy có nói là cái phòng nuôi sáng thì nó sẽ rất là lớn, nên các anh chị cứ đi thẳng dài xuống phía dưới ha, nó rất là rộng. Các anh chị cứ đi thẳng xuống phía dưới, ở phía dưới là còn 4 phòng nữa, đủ cái không gian cho các anh chị là chụp hình check in luôn à. Cái phôi này ví dụ em thấy nó, dạ nó đang nuôi, nó nhỏ quá, nó mới li ti, nó đang trong cái giai đoạn phát triển thì khoảng cỡ tầm 2 tới 3 tuần nuôi rồi. Thì các anh chị đi vào vòng sẽ thấy từng cái giai đoạn nó khác nhau, thì nó sẽ lớn hoặc là nó tăng sinh khác nhau. Ở phía dưới còn rất là rộng, mọi người cứ đi vào đi, ở dưới nó còn rộng lắm. Anh cho em hỏi là cái nấm này là nuôi cái được bao nhiêu ngày rồi nó mới như thế này? Cái này là khoảng được 1 tháng rưỡi rồi. 1 tháng rưỡi rồi. Cái này là mình đã đem ra làm thành phẩm được chưa? Là gần được á, khoảng cỡ tầm 10 ngày nữa là được. 10 ngày nữa là được. Chứ nữa thì em sẽ cho mọi người xem luôn cái thành phẩm ở ngoài này. Dạ. Sẽ có luôn cái giống thành phẩm của ngoài. Chụp hết hay sao anh? Hay là chụp từng tớp? Xin phép là để hộp này lại. Cái gì rồi, anh chị ngồi đây về trước đi để cho nó tiếp. Hôm nay thì hãy chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị ha. Quy trình hồi nãy giờ hãy cùng chia sẻ rộng lắm quý vị ơi. Mấy anh chị đi nói chung là vô đây thì đã được sát khuẩn hết rồi ha. Nói chung là vô trong này có hình thái đẹp cũng như là cái kích thước nó tốt hơn, thì có thể là phân loại ra để cho cái sản phẩm sợi sấy các anh chị, do cái yêu cầu nó cao hơn so với những cái sản phẩm khác. Xa kìa luôn quý vị. Cứ liên tục nó là thường là sẽ không cắt trong lòng. Ok, mọi người tranh thủ chụp hình và những cái anh chị nào mà chụp hình xong mình có thể di chuyển ra phía bên ngoài giùm em luôn không ạ? Để cho một số các anh chị khác đó, mình chưa chụp hình mình có thể chụp nhanh và mình di chuyển ra bên ngoài, mình di chuyển qua sang phòng sản xuất thôi. Dạ. Dạ cô chú anh chị ơi, hãy bây giờ đến cái khu sản xuất của nhà máy quý vị ạ. Thì trong cái khu sản xuất này công ty họ không có cho quay video quý vị ơi, không cho chụp ảnh luôn, bởi vì cũng sợ là một số anh chị vào trong này làm đôi lúc mình hứng quá rồi của mình khởi khẩu trang ra hay gì đó quý vị. Mà ở trong này thì phải đảm bảo được cái an toàn về thực phẩm đó quý vị ạ. Nên là hãy cũng mong rằng cô chú anh chị thông cảm nha, bởi vì sản phẩm Hector thì được xuất ngạch sang Nhật và Mỹ đó quý vị, nên là cái tiêu chuẩn an toàn của nó rất là cao. Không khí trong này là được thanh trùng, rất là sạch sẽ quý vị ạ. Sản phẩm Hector thì cũng được chứng nhận FSSC quý vị ha, 22000 đó. Thì đây là một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm quốc tế đó quý vị ạ. Hôm nay thì hãy không có quay được video quý vị, nhưng mà hãy cũng có cái video của công ty đó, hãy sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình cùng xem cái quy trình sản xuất ra cái sản phẩm mà Hector đó quý vị ha. Và bây giờ thì hãy cũng xin mời cô chú anh chị mình cùng theo dõi luôn ạ. Ở đây quy trình rất là nghiêm ngặt quý vị ha. Đông trùng hạ thảo Hector là một loại nấm dược liệu được cấy giống và sản xuất trong phòng thí nghiệm để thay thế cho đông trùng hạ thảo tự nhiên đang ngày càng khan hiếm. Đông trùng hạ thảo loại nuôi cấy cũng giống như tự nhiên là một loại nấm ký sinh trên thân côn trùng vào mùa đông, và khi mùa hè đến chúng hút cạn dinh dưỡng từ ấu trùng để phát triển thành cây nấm. Trước tiên phải tạo tế bào gốc bằng cách cấy giống đông trùng hạ thảo vào các lọ cơ chất, chuyển mô cấy tới phòng tối và đảm bảo điều kiện môi trường nuôi cấy đạt độ ẩm, nhiệt độ và các lọ chất cần được kín để thực hiện ủ giống. Đây là quy trình mô phỏng quá trình ủ đông trong tự nhiên. Sau khoảng thời gian nhất định, các sợi nấm sẽ phát triển toàn bộ bề mặt của môi trường sinh khối. Lúc này sẽ chuyển tất cả các lọ cơ chất sang phòng sáng để kích thích tạo quả thể. Đông trùng hạ thảo đúng tuổi thu hoạch sẽ được phân loại, kiểm tra và mang đi sấy để đảm bảo các chỉ tiêu đầu vào trước khi sản xuất. Tất cả nhân viên đều phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy tắc về vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi vào khu vực sản xuất tại nhà xưởng đạt tiêu chuẩn châu Âu. Đông trùng hạ thảo được điều chế với các thảo dược khác theo công thức sáng tạo. Ngoài đông trùng hạ thảo là thành phần chủ đạo, các sản phẩm của Hector còn được phối hợp với collagen hoặc các dược liệu khác như đẳng sâm, chùm ngây, đinh lăng. Sản phẩm được chiết rót, đóng nắp, tiệt trùng theo một quy trình khép kín cùng hệ thống máy móc tự động với năng suất cao. Hector là thương hiệu đông trùng hạ thảo đầu tiên trên thị trường có sản phẩm dạng nước, giúp hấp thu dưỡng chất hiệu quả nhất và vô cùng tiện dụng với người tiêu dùng. Hector, sản phẩm Việt trồng trên đất Việt bởi chính những con người Việt Nam. Hector bảo vệ sức khỏe, sức trẻ, gia đình Việt. Phải mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Rồi vẫy tay mạnh lên. Được giới thiệu anh Cao Minh Tuấn, giám đốc chuỗi cung ứng. Và ngày hôm nay đặc biệt ngay trên sân khấu này, xin mời tất cả các anh chị hãy dành một tràng pháo tay để chào đón trai đẹp, sáu múi, diễn viên, vận động viên Nhan Phúc Vân. Vâng, diễn viên vận động viên Nhan Phúc Vân sẽ có những chia sẻ với tất cả chúng ta. Xin chào Nhan Phúc Vân ạ. Xin chào mọi người. Xin chào Hector. Hai người có ngồi đâu? Sẵn sàng chưa? Ok, ngày hôm nay rất vui khi mà được đến đây cùng với tất cả mọi người. Chúng ta sẽ có một buổi sáng tràn đầy năng lượng với Hector, với một cung đường chạy rất là tuyệt đẹp ở Phan Thiết này. Và bây giờ thì chắc là hỏi đáp tí nha. Dạ vâng ạ. Anh Nhan Phúc Vân sẽ lên đây để chia sẻ với tất cả các chị về kinh nghiệm chạy bộ của một vận động viên chuyên nghiệp là như thế nào. Vâng, không chuyên nghiệp đâu mọi người, cũng phong trào thôi, nhưng mà tại vì bản thân Vinh thì cũng thích chạy bộ, thích thể thao. quý vị ơi. Sau khi mình qua nhà máy cùng trải nghiệm du lịch ở tại Lá Phan Thiết thì có chương trình chạy cùng với lại Hector đó các bạn. Rất là đông vui. Ok. Ơi, Tương. Ok. Xin chúc mừng số biết 3207 anh Võ Văn Hải. Xin mời anh vị trí thứ nhất. Dạ. Một lần nữa xin mời anh. Các cờ trước ạ. Được trao lại cúp vinh quang từ ly 3 km dành cho anh Võ Văn Hải. Một tràng pháo tay. Dạ, quý vị ơi, hôm nay hãy chạy được thành tích là về vị trí số 1. Hôm nay cũng rất là vui quý vị. Cũng hãy đi thay cho vợ, bởi vì là vợ hãy bận việc ở nhà đó. Nhưng mà chạy thì nói chung trước đây hãy cũng ít chạy lắm quý vị. Hãy mới tập chạy cái đây cũng một tuần thôi. Mà hôm nay được giải rất là vui. Thì đây là cái giải chạy Hector. Nói chung là vui lắm quý vị ơi. Thì cũng nhờ là cái sản phẩm Hector đó quý vị. Sáng dậy mệt đây, hãy uống, bây giờ cũng đang ở khách sạn, hãy uống, thường uống cái này để tập thể dục á. Nên là cô chú anh chị mà ai mà mua sản phẩm Hector thì cũng an tâm rồi ha. Hãy cũng đã chia sẻ quy trình sản xuất đến tại nhà máy ở tại Bình Thuận. Đây là công ty cũng rất nổi tiếng quý vị. Hàng đã xuất nhập sang Mỹ và Nhật. Quý vị biết rằng sang hai cái nước đó thì nó khó khăn như thế nào ha. Thì bây giờ Hải cũng đang ở Bình Thuận quý vị. Hôm nay thì nói chung là cái chuyến trải nghiệm này thì cũng đến gần 4 ngày rồi quý vị ơi. Hôm nay Hải quay về lại miền Trung, quay lại ở đây ở Bình Thuận ở miền Trung rồi, quay lại về Quảng Nam, Đà Nẵng. Nói chung là rất là vui quý vị ơi, không còn gì để tả nữa. Nói chung lần đầu tiên Hải chạy đó quý vị, Hải tập cỡ khoảng 1 tuần 10 ngày vậy mấy. Cũng nhờ cái sản phẩm Hector xăm đó quý vị, nó hỗ trợ rất là tốt cái sức khỏe, Hải mới chạy khỏe được như vậy ha. Hôm nay được về giải nhất. Dạ, xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video nha. Xin chào, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều, xin cảm ơn. Cô bị đau khớp là sao, cuốn cái này không sao? Đau nhất. Cô bị là thoái hóa cột sống, thoát vị trí đạo 15 giờ. Vậy đó hả? Cô uống là cô đi làm có tháng đỡ mỏi, còn mấy hồi cô đi làm mỏi mày hả? Mỏi cái gì là phải nằm phải đi, còn về còn cô nói ăn ở nhà. Vậy đó à. Cô năm nay là cô bao nhiêu tuổi rồi? Năm bảy tuổi rồi. Cô còn đi làm gì cô? Cô đi làm nhà. Vậy đó ha. Cô là lao động chính, xã cô bị tai biến. Trời ơi, tội quá ha. Con cô lắm chứ con cô nhỏ lắm. Con cô học lớp. Là chồng cô bị tai biến à? Thôi bớt cô đi. Thôi bớt cô đi để nói chung bọn con nhớ cô. Thôi con đi bán buôn bán một cái ra cái lãi chứ con. Đi. Đây có tiền đó không? Thôi đó, bớt cho cô lên nhục đi. Thôi rồi không biết chứ biết là vậy đó ha. Thôi đứa cô hiểu. Dạ phụ của cô chút nha. Nói hồi cô đâu biết cô muốn chút bộ đồ mà cũng không có cải thiện mấy. Làm nó nở cái cây ông cha sức khỏe mình đi đang làm nuôi con rồi đó. Xong cô mới đặt cái cây con này, cái xong cô thấy đó mà cô cũng không dám mua. Cái cô cũng sợ cái sao không có cô thôi kệ mình cứ chuyển cô uống đi. Uống thuốc bổ là cô thấy là không tốt bằng đúng không? Đúng rồi. Cô uống đó chứ mà cô nghĩ cái là người cũng đi lại ha. và ăn ngủ. Cái này vô với dạng nước là hấp thu nhanh. Cái cơ tái gì người uống cũng khỏe tốt đó. Dạ. Chuyển qua đây cô uống thời gian cô tự răng. Nó cũng ăn cô. Là uống 2 hộp rồi cô thấy là ok đó. Dạ. Nó có uống mấy cái hộp qua hộp cái gì được ngày 2 ngày có thấy người mình khỏe. Khỏe hẳn à. Cái cô điện liền cho bé này. Dạ. Nhưng mà mấy ngày đầu đi với đêm qua. Dạ. Cái, cô nói buổi hôm đó cậu hết hàng đó. Thôi cảm ơn cô nhiều. Con chúc cô mạnh khỏe nha. Dạ. Dạ rồi chào cô ạ. Chú nằm trong nhà cô hả? Ôi tội chưa. Thôi bà sao cứ lấy giá cô như vậy đi ha. Thì chị có biết bác để mình về mình giới thiệu. Nên là chị bị đau khớp mà chị đi chữa không hết mà chị uống này đỡ hả? Đúng rồi đây. Cái cô mà vừa rồi đó cũng y rồi đó. Mà nhiều người cũng người đỡ. Dạ. Ngủ cũng được luôn. Ngủ này ngủ ngon vậy, đặc biệt cái rất là ngủ ngon. Đây trời nghe mẹ đau cái chạy gỡ nếu mẹ uống được thì chắc ngủ. Mẹ uống được mua thùng luôn hả? Uống lại chị thích biết được. Dạ dạ. Chị nói bác mà ví dụ như mình uống thuốc tây á, nên uống cách thuốc tây ra, nghĩa là ăn sáng xong mình có thể uống thuốc tây. Một lần cách cũng cỡ 1 tiếng đồng hồ. Dạ được. Dạ được. Đừng uống chung. 9 giờ bắt đầu uống thuốc tây này. 10 giờ uống xong cũng được. Trời ơi, mà anh đi rồi. 7 rưỡi giờ đó mà cũng chưa được. 7 giờ hơn. Dạ. Cái này 7 giờ hơn. Dạ, được chị uống cách ra là được cái chị. Cách ra đó. Dạ. Nói chị muốn cách cỡ 1 tiếng, tới hồi 1 tiếng rưỡi. Dạ. Cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị. Nói chung là dùng mà thấy ai uống khỏe cũng vui hết. Dạ, bữa nay em rảnh rồi mới đi với vợ bữa đây. Và chị ơi, bà chị bị khớp là chị bị gì? Bác sĩ khám là bị bệnh gì? Tràn dịch khớp. Tràn dịch khớp hả? Tràn dịch khớp, bị viêm da khớp. Dạ. Trong cái hướng dẫn sử dụng á chị là nó có cái phần mà về rất là tốt cho người bị viêm khớp đấy. Đó. Em nên nghe hai vợ chồng bên chị chia sẻ á. Dạ. Uống thử. Dạ. Uống thuốc tây chị. Uống thuốc tây nhiều này. Nóng người với lại dễ mệt. Mừng quá mình nghe như vậy mình mừng ha. Cảm ơn chị. Em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Chào chị nha. Khách dùng mà vua dùng được em thấy vui. Dạ dùng được chị. Nhà em có đứa em trai đó, bởi vì sao mà em tự nhiên em yêu thích cái này, bởi vì có đứa em trai mà 4 năm gần 5 năm á, không có con luôn, mà uống xong giờ có con, giờ chuẩn bị vậy là sinh rồi đó này, còn tuần nữa đây. Cái này nó có hỗ trợ sinh lý. Dạ tốt thì dạ cảm ơn chị. Cảm ơn quý vị ơi, đây là một đang lên chỗ làm nên đang nói mấy chị nó dùng nên mấy chị mà mấy chị mà dùng mình gom gom mình lấy nhiều một lần ấy, cái là lấy thùng cái giá nó ok. Với lại được đó thì chị bán, ví dụ như chị xem mà tốt á, những người mà dùng tốt á, có những nhiều người họ bán lại lắm. Mình chị giới thiệu đi. Không, ví dụ như mình bán mình lan tủa mà mình lan tủa mà mình vừa có thêm thu nhập nữa thì rất là tốt đó chị. Dạ. Dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Cảm ơn chị. Rồi em về đã chị ơi.